sữa này thì chị quay heo da láng. Hoa gì ạ? Da bóng đó, da láng à. Đó. Da bóng với da cốm thì là heo lớn hơn. Bình thường là em hay chặt đấy, ôi giời hôm nay là để chị chặt. Ấy, giòn thế nhờ. Mùi thơm thế. Đây anh. Thơm một cái mùi lá mắc mật nó thơm. À, cái này là làm luôn là lá mắc mật hả chị? Cái này em xay lá mắc mật em cho vào đây luôn. Trời ơi, thơm quá. Ngọt lắm đấy nhờ. Ở nhà nhá. Ngon đấy chị ạ. Đây. Chấm cái nước chấm chị. Từ ngày bán heo quay chưa bao giờ thấy cái nước chấm nào nó hấp dẫn ngon như vậy đó. Ngon tuyệt vời các bạn. Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo trên kênh Sao Bà TV. Hiện tại thì anh em mình vẫn đang có mặt tại Sài Gòn các bạn ạ. Và trong tuần này là một tuần vô cùng đặc biệt đối với cả em Phạm Dũng như Phan Diễm. Thì ngày hôm nay anh em mình sẽ có một ngày đi thử đồ các bạn nhé. Đấy. Thì trước khi thử đồ thì phải đi làm tô hủ tiếu đã, cho nó bụng nó căng hết cỡ ra. Sáng em đã tập thể dục không? Có tập thiết các kiểu rồi. Dạ. Mình sẽ đi thưởng thức một cái món ăn cho nó lo cái bụng đi, hiểu không? Căng nét đi. Sau đấy thì tí hả? Vào mình thay nó mặc đồ nó mới ok được. Mình trừ hao hôm đó là mình rượu bia này kia nên là bây giờ em thấy đối diện của hủ tiếu mặc luôn cả. Ok, thì bây giờ mình sẽ đi làm tô hủ tiếu. Không biết là em đã chọn được cái đồ cho Phạm Dũng mặc chưa? Tụi em đặt may rồi nhưng bây giờ cái khó là bây giờ tìm áo cho chú để phụ với lại cô dâu phụ thôi. Bây giờ em phải chọn loại nào nhá? Không là đây anh em mình làm tô hủ tiếu trước đi. Đây còn hủ tiếu mà. Còn đồ không ạ? Quá nhiều đồ luôn. Ôi đây này mấy túi mực luôn kìa. Này, ngon nha. Đấy. Làm tô hủ tiếu mực đi. Cô ơi. Ui. Ăn con ba tô hủ tiếu mực đặc biệt. Dạ. Đây này, mực rất là nhiều luôn. Đấy. Trời, hủ tiếu ở Bến Tre hả con? Đúng hủ tiếu Bến Tre luôn đấy. Hello. Ở đây là vừa có hủ tiếu khô vừa hủ tiếu nước hả chị? Em ăn hủ tiếu khô nhá. Còn Diễm ăn gì? Em ăn khô luôn. Chị ăn nước. Dạ, hai khô một nước. Hai khô một nước nha chị nhá. Cái này là đang làm cái nước hay khô đấy ạ? Nước. Có trứng cút này. Cút với mực không ạ? Mực không ạ? Thế ạ. Rồi ok, mình đi ngồi vào trong này để hai khô một nước ạ. Rau dưa này. Rau tươi chưa? Đó. Ồ. Cái hủ tiếu này là ngoài Bắc giống như kiểu là cái miến này. Cái gần như kiểu một sợi miến đấy các bạn ạ. Nhưng mà nó lại không phải là miến đâu nhá. Vâng. Nó giống kiểu bún khô. Đúng không? Hủ tiếu Bến Tre là nổi tiếng đúng không? Thế là quá đỉnh luôn. Hủ tiếu Ánh Minh đúng không? Rồi, nhất trí. Làm 3 bát đặc biệt nhá chị nhá. Làm thêm mực vào. Đấy. Thêm mực, thêm các loại trứng trước vào. Rau riếc nhiều thêm vào. Tí nữa cho em cái sốt nhiều tí nhá. Cái khô của em muốn dưới nhiều cái sốt. Ở đây có phải là ba chị em không chị? Không có. Công ty ba chị em. Không có công ty, tí à đây, ở đây có bảng giá luôn này. Cho anh em nào mà đến thưởng thức. Đấy, nhìn ngọt chưa? Chị múc tô nước cho. Múc tô khô đi chị. Một tô này là bao tiền đây chị? Một tô này 45 ngàn. Đấy là nó là đặc biệt nhất chưa? Không đặc biệt, là nhiều mà không chứ. Chị làm đặc biệt đi. Cái này cho ai ạ? Có cái chú hai người. Của em ai đặc biệt nha. Bán hủ tiếu mà tay lắm hồ xoàng ấy. Cái này là mình khô. Cho em nhiều nước sốt. Đây chị đứng đây. Nhiều nước sốt. Chị đảo lên cho em. Thêm đi. Thêm nước sốt đi.
thêm cái Maggi. Một bát mặn cho em. Em mà thích ăn nó phải đậm đậm một tí cơ. Cái này là dầu hào à? Dầu hào. À. À chứ không phải là sốt gì mà là sốt dầu hào à? Không có nấu dầu hào. À. Làm gì cũng tự nhiên chứ không có pha thoa vô. À rồi rồi rồi. Chơi đồ tự nhiên luôn. Chị ơi ba chạy giá bỏ tôi đi. Em mình bán này lâu chưa chị? Bán lâu rồi. À. Bán 7 không không không. Cái này là 75 ngàn. 75 nghìn, ok, nhiều mực luôn. Rồi. Chưa rói luôn. Đều ngon mới là Sài Gòn. Mực Bến Tre ăn giòn lắm. Mực ở đâu cũng ngon hết mà với điều kiện ta có bị tẩm ướp hay không thôi. Đúng rồi. Nó phải không tẩm ướp thì nó mới ngon đúng không? À, có hành khô luôn cả. Xịn sò đấy. Thơm. Thơm. Đây còn một tô nữa là tô nước này nữa đúng không? Tô nước của chủ tịch các bạn ạ. Đây tô nước đây. À, xin thành cảm ơn. Chén nào muối ớt xanh thì nhìn cũng ngon. Chấm mực. Nhưng mà từ ngày mà có ba tô hơn này để chấm mực ba có ba tô ạ. À. Phải chấm mực chứ mày. Có. Chị tiên ơi, chị luôn nha. Rồi. Muối ớt xanh. Nhưng mà từ ngày vào Sài Gòn là bị nghiện món hủ tiếu rồi đấy. Mình hủ tiếu Nam Vang, hủ tiếu Nhân Quán, hủ tiếu ngay cái gần đấy rất ngon. Hủ tiếu bùi chuối ngon. Cho cháu ba đĩa đô giá trần cô ơi. Cho mày hay cho cái kiểu nhẹ nhẹ này. Trụng giúp con luôn đi ạ. Ừ. Dạ dạ. Ngon luôn nhé. À. Bực à. Em mời. Ngon lắm anh hả? Ừ. Anh chị sáng nay chắc tập vất vả rồi. Giờ ăn bù lại đi. Nó luôn mắm á. Nó cái gì á? Dạ cái này là sa tế nhà làm luôn nè. À. Sa tế. Anh ăn sa tế này không? Có, cho anh ít. Cái này là nhà chị làm luôn nè. Có sốt ớt xanh đi rồi. Hai vợ chồng mình là đang bắt đầu cái series gọi là giảm cân để đi về mặc quần áo dài của Phạm Dũng Văn Diễm Đám Ăn Hỏi cùng thầy và Phạm Văn Mách sẽ dạy mình nhé các bạn nhé. Và mình bắt đầu quay cái series đấy ở trên kênh của vợ mình là vợ Hải Sapa TV để cho vợ mình có động lực giảm cân anh em ạ. Đấy anh em muốn xem video vào kênh vợ Hải Sapa TV nhá. Lẽ ra là tầm này mình đi ăn này là thầy giáo không biết đâu. Lúc sáng trước khi tập là chị cũng làm một cữ rồi đúng không? Làm cữ rồi, thầy bảo phải ăn trước khi tập để đốt có xẻ đốt năng lượng các thứ. Nhưng mà phải có sức mới tập được thầy bảo thế. Mà em nói nhỏ rồi đừng có nói thầy biết là mình ăn này xong mình đi thử áo dài xong trưa nay mình đi ăn heo quay. Tại vì chưa còn phải đi đặt heo quay nên chắc mình tới mình test thử heo quay nữa đừng có nói okay. Thầy biết. Nói chung là trong thời gian này thầy dạy những cái động tác để mình biết mà đến khi mà mình về ngoài Bắc rồi mình vẫn biết những động tác đấy để mình học. Không. Còn từ giờ đến ngày của em diễn thì nói là đi tập mà phải kiêng rượu bia thì nói chung là không khó đâu các bạn kiêng lắm. Lần này là mình sẽ bế thầy đi với mình xuyên Tây Bắc đấy để thầy hướng dẫn anh em mình tập luôn đấy mà không để mình có thân hình đẹp tết em về. Cũng em cũng tập ké luôn chứ em nghĩ là không anh em mình cứ mỗi buổi là tập trung lại như đội hình ấy nó rồi bắt đầu là thầy chỉ chung luôn ấy. Hôm nay là bọn chị nhảy lên cân rồi tại sao mà thầy chị bao nhiêu ký tháo mà vẫn không lên giảm là thầy biết lý do sao nhé. Mà chị bao nhiêu ký sáng nay cân 60 ký anh Hải gần 90 ký rất nhiều nhiều người bảo thầy Mách à bây giờ một ấy là thầy dạy cho Hải tăng cân à, Hải là giảm cân hoặc là thầy sẽ tăng cân. Mà em thấy phương án là thầy tăng cân. Ôi hủ tiếu khô ngon lắm vậy Thiên ạ. Hủ tiếu ngon nhỉ? Dạ. Hủ tiếu khô ngon hơn. Có rau cải này các bạn ạ. Ăn nó đơn đơn ngán. Ăn nè. Hai em ơi. Cái sốt ngon quá. Không nhưng mà hủ tiếu mực ở đây ngon đấy. Dạ. Chuẩn. Cái sợi hủ tiếu ngon. Đấy, sáng nay là cái này, thầy ăn giá nhớ cái quán này lần sau tao đi ăn tiếp nhá, ngon lắm. Đây là, đây mà cách cái chỗ anh em mình đi thử đồ chỉ khoảng 2-3 căn thôi. Ờ à. Tô mực của bạn Diễm kìa. Đấy, tô mực, mực nó cong lên kia cơ mà. À, à
em là em thích cái sợi hủ tiếu này hơn à. Là ăn hủ tiếu rồi chưa kịp ăn mực luôn á. Chán mực, đi em. Mực mình chắc lấy bên em quá. Mực Bến Tre đây em à. Không, nhưng mà mực này lại mực nhỏ. Hủ tiếu Bến Tre. Mực thì chắc là hơn nơi khác chứ đúng không? Mực Bến Tre nổi tiếng lắm. Dạ. Giòn ngọt. Ngấp mồm. Cái mực này bé bé cưng cưng. Dạ. Ui. Ăn giòn lắm này. Giòn mà ngọt. Ngon. Trứng kìa. Trong này. Đấy, mực ngon đấy. À, trong này em có cái trứng, người ta kiểu người ta đập trứng cút vô ấy. À, trứng cút mà tươi đấy, họ cho vào luôn. Nhưng mà riêng biết đâu, trong tất cả các quán mình đi ăn ấy, cái sợi hủ tiếu ở quán này anh thấy là ngon nhất. Đấy, nên hồi nãy là em ăn cái sợi hoài luôn á. Có một thực tế là ở Sài Gòn ấy nhỉ, quán mà đã ngon rồi không nhất thiết là phải ở mặt bằng lớn đâu, cứ mặt bằng bình thường thì nó đã đông nghẹt luôn. Này thì cô bán cả ngày mà nước cũng ngon. Hủ tiếu này ăn là khá là khác biệt so với mấy quán mà tụi em dẫn anh đi ăn, anh chị đi ăn á. Quán này ok. Mà cái trứng nha, thời gian ăn ấy là bỏ cái lòng đỏ này đi để ăn lòng trắng thôi. Đó. Đúng tiêu chuẩn nhịp luôn. Tiêu chuẩn luôn nha Thành nha. Mình ăn cả trắng cả đỏ cho nó khỏe. Mực giòn. Ngon. Mực ấy ngon lắm. Ăn vậy xong chưa về kiểu mệt mệt xong mình làm lên thêm đi trà sữa nữa chị ạ. Cái bộ đồ hôm trước cái may ở bên này mà là có luôn rồi mà đúng không? Dạ. Thử luôn. Hôm nay là bạn sẽ thử form thêm ok không? Chị ơi, các bạn mới đính hoa lên chị ạ. Cái địa chỉ ở quán ở đây là địa chỉ số bao nhiêu ấy? 111 111 Nguyễn gì ạ? Nguyễn Trọng Tuyển ạ, quận Phú Nhuận. À, đấy anh em đến đây ăn ngon lắm. Buổi sáng có cần rau vào đây ăn nè. Nước ngon quá rau trời đủ quả đầy đủ luôn. Các loại rau. Thảo, anh. Mình là hết luôn anh em ạ. Giòn đã răng lắm. Làm ăn nữa không anh? Anh thấy thôi. Bây giờ anh em mình chuẩn bị để sang thử áo dài các bạn nhé. Em ơi, em tư vấn cho chị đây là anh làm rể phụ, đây là dâu phụ, thì em tư vấn đồ cho anh chị giùm chị với. À, em này nói chuyện nhẹ nhàng thế nhỉ? Hello, chào em. Ừ, ok, thế chị lo cho anh chị này trước đã. Đâu, bộ nào phù hợp em mình cho đâu mình. Cô dâu mà màu trắng thì không biết là tâm trang trí gia tiên của mọi người là. À, áo của chú rể là mặc màu trắng thôi này. Rể phụ thì tùy tùy em cứ làm sao nó tư vấn cho nó đẹp là được. Chị là 60 ký, anh này 100 XL. XL 90 ký. À, 90 cân. À, em lựa form cho anh đi. Màu đỏ sẵn. Cái bộ này có vẻ cảm dày đấy nhỉ. Ôi giời, được. Màu này nhìn sang đấy. Để cái gì để em lấy size lớn. Ok, lấy xanh size lớn đi. Thế chị mặc màu gì? Dạ, còn nếu mà chị thì chị vẫn mặc màu này. Ừ. À, tông cho hai người cùng một chất đi. Chất vải đi. Chất vải
À ý là cùng màu á, cùng màu. Đây là cùng màu đúng không? Ok ok, hay đẹp đấy. Ừ. Nhưng mà em phải cho size lớn của chị ấy. Dạ, để em lấy size cho chị. Ừ. Chứ nếu mà mình mà mặc cái áo như này, dạ. Mình mà mặc cái này thì người ta lại tưởng nhầm mình. Này ở đây người ta có vừa cho thuê vừa may luôn ạ. Còn có XL cứ cầm sẵn ở đây ạ. Vậy chị để. Rồi em cứ lấy đồ đi, lấy thử đi. Mọi người chờ chút để mình thay đồ nhá. Đây là bộ quần áo hôm đấy là Dũng sẽ mặc cái bộ này đây các bác ạ. Nhưng mà vẫn đúng như lời hứa nha, là phải ngày 28 bạn Dũng mới lộ diện. Thì hôm nay là form áo này, vừa nãy bạn ấy thử và cũng vừa hết rồi. Này, hình con rồng luôn. Đẹp hết nhỉ. Lung linh kìa. Rồng này rồng vàng nha. Còn Diễm thì đang ở trong này thử. Xong chưa Diễm ơi? Rồi em một tí nha. Rồi. Chị vừa lấy thử rồi nhưng mà nó sai nhà em, lại phải may mới có em ạ. Ở vẫn kích quá. Nhưng mà có eo bé 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 thêm tí nữa thì gặp thầy bác sớm hơn thì có thể mặc được nhiều váy đẹp lắm, rồi áo dài đẹp. Đây, tí nữa mình sẽ đứng ở đây, mình sẽ mở ra. Lúc là 1, 2, 3 mở là sẽ có máy quay nhá. Đang đứng ở đây này này. Ôi, đây, đẹp thế. Đây, em chọn màu trắng. Màu trắng này. Thì cũng định lấy màu đỏ nhưng mà thấy màu trắng kiểu nó nhã nhặn hơn ấy. Đẹp đấy, cái này chụp hình lên nổi. Đơm chị ạ. Như này à, người ta phải cho mình thử form. Nếu mà vừa hay không vừa, người ta còn chỉnh sửa, siết eo các thứ thì người ta mới đơm hoa vào đây đúng không? Dạ, đúng rồi. Kính hoa. Nhưng mà em ơi, cảm giác là cái cổ nó vẫn hơi chật một tí á. Em chích kích cho em. Nhưng mà nếu mang cao thì... Đâu, thử ra đây em này. Lên một vòng, phải lên một vòng. Đâu, em thử quay một vòng nè. Ôi, eo ót đẹp phết đấy. Cái này nó chưa có thời gian, tại bây giờ đi ăn suốt đó mọi người. Nên là may là vẫn còn kiểu cũng vừa vừa. Đẹp rồi. Này khá là đẹp. Đây các bác ơi, đến ngày 28 này em Diễm này ăn hỏi sẽ mặc cả bộ quần áo màu trắng và đây. Đây sẽ là, áo của em Dũng. Anh Dũng. Anh Dũng thì rất là ngại lên video nhưng mà tới ngày đám hỏi thì cũng sẽ xuất hiện lên các bác. Bí mật đến đúng ngày đấy nha, các bác không phải hồi hộp lắm đâu. Em còn hồi hộp hơn các bác. Các bác nhớ động viên em đi nhá. Anh Dũng bảo là mất ngủ tại vì rất là hồi hộp tại vì lâu không có xuất hiện ấy. Đẹp đấy em ạ. Đây, thấy được không? Đẹp. Đây là mẫu, tại vì màu vàng là màu của phong thủy của anh Dũng luôn. Nên là tụi em quyết định là chọn cái áo này hình rồng vậy nhỉ, hình rồng phượng. Ra là anh Dũng muốn làm một cái chi tiết đó là một chùm hoa mai và một chùm hoa đào. Wow. Nhưng mà thợ thiết kế đây người ta nói là nếu mà phối mai với đào vô thì nó không liên quan. Không có liên quan với cái kiểu ngày này. Ngày Tết rồi đúng không? Dạ, cái này đúng rồi, cái này là chuẩn rồi. Nhưng mà chị thấy ok đúng không? Đẹp, chốt thấy đẹp nha. Rồi, chốt mẫu. Em đơm hoa nha em nha. Sớm nhất để còn kịp lấy về. Em đi thay đồ. Rồi em đi thay đồ đi. Nhưng mà nhìn vậy thôi, nhưng mà khi mà ngày 28 hoàn thiện xong hết là nó sẽ lúc đấy còn make up các kiểu nhìn lung linh lắm cơ các bác ơi. Anh thấy là bộ này được của nó đấy, đừng có đùa. Anh thấy màu được không anh? Hả? Màu đẹp mà. Em thì ra dáng chú rể đấy. Thích đơn giản nên nó chọn màu trắng. Rất là buồn cười lúc đấy hai chị em mình rủ lên thì bảo là anh đánh tay ăn chắp tay nhau lên. Thôi anh em. Rồi bắt đầu giống lên linh mà. Nhưng mà các bạn thấy mình mặc bộ này có hợp không? Em thấy đẹp mà, ok mà. Em thấy là đa phần mọi người hay chọn cái màu đỏ này. Nhưng mà em thích cái sự đơn giản. Nên là không, chọn màu trắng. Không, mà đúng ra là màu đỏ mới là đẳng cấp đấy. Màu trắng thì người ta có tặng vàng mà đeo cũng nổi mà. Đúng rồi, không màu đỏ người ta đeo mới nổi. Cái màu đỏ nó làm cho mình có cảm giác là hơi sặc sỡ quá. À. Em thích màu trắng ấy. Em thích màu trắng. Nói chung là lần này là ngày vui của hai đứa nên là tôn trọng ý kiến của cô dâu chú rể. Đâu cô dâu mặc thử ra đây nào. Chị Tuyên nó nhìn thấy thật rồi. Ra là mình cứ thích là nhưng mình mà nhìn tay có lên một tí không? Lên một chút. Lên một chút đúng không? Không, tay như này là được rồi. Em đang hỏi anh Hải là hồi xưa anh Hải khi mà lấy chị Tuyên là bao nhiêu ký? 63. 62, 63. Thế là bằng với số ký của em bây giờ. Ừ. Đúng rồi. Mặc cái bộ đồ lễ như này nó hơi thiếu ký một tí. Không, như này mới đẹp.
Mà áo dài cái này là ok. Không đấy. Bộ cách tân thì đẹp. Anh giơ cái tay lên thử xem là nó có khi mà cầm hoa lên nữa. Đây nhá, phải đây là Phạm Dũng thật đấy các anh nhé, không ảo. Nhưng mà cái nón này này thì theo mọi người là nên đội nón màu gì? Nếu mà nó phải nón theo màu áo chứ. Màu vàng thì đẹp. Màu xanh nha, có được không? Không, nó hơi bị lệch tông tí. Hồi hộp quá. Chị ơi, phải thay đi để hai đứa chụp cái này. Dạ, được bí mật phải lần lượt từng người. Wow. Đẹp chưa? Đấy. Em gái được không? Hả? Em gái không? Quay một vòng thế nào? À, ok. Đấy, à, anh đấy là chưa có thời gian để thử lại một lần nữa để cho anh xem. Ừ. À, mà mình cũng xin thông báo với tất cả anh em là mình và bà xã mình là chưa vừa cái nào ạ? Chưa vừa. Không vừa. Tí nữa mình phải đi đến cái chỗ mà trường ở đây có nhiều bộ này anh Hải. Đi qua bên đâu? Đây này, Diễm ơi, ra đây. Anh chị chọn một số bộ đây này. Nhưng đây là này chỉ có size S thôi. Đây là nữ mà. Ừ. À. Đây, phú thương phú thể. Đây cố gắng là giữ đến ngày 28 bắt đầu mới lộ mặt. Mà hôm nay Dũng chia. Rất nhiều người comment bảo là Phạm Dũng phải tầm cân nặng như Hải vì cái lực nói với cái mọi thứ ấy. À, cái ngôn từ cảm giác kiểu người phải 80-90 cân các bạn ạ, nhưng không phải đâu, hơn 60 các bạn ạ. Em Dũng ấy bằng đúng cân thời điểm nhìn thấy anh Hải lấy vợ là 63 ký. Anh Hải là nghĩa là anh Hải là phải động viên Dũng nhiều, tại vì anh Dũng rất là tự tin sau khi mà khi ở phía sau ống kính thôi, nhưng mà lên video thì anh Dũng là người rất là sợ. Bây giờ tay lạnh đổ mồ hôi không? Nhưng mà hình như là bây giờ anh mới phát hiện ra hình như là Dũng thấp hơn Diễm sao ạ? Dạ. Không, bạn Diễm đi đội guốc. Bỏ guốc ra thế nào? À, đi guốc bên đẹp đúng không? Nhưng mà hôm nay là nhân tiện là mọi người lần đầu tiên thấy Phạm Dũng và Phan Diễm sẽ mặc cái bộ đồ trong đám hỏi. Đúng rồi. Thì mọi người nhận xét xem là bộ này có hợp hay không. Tại vì hiện tại là vẫn đang còn thiếu một số cái họa tiết trang trí. Hôm nay mình mới thử cái form thôi, xem nó có vừa hay không thôi. Còn hiện tại là nhưng mà mình là không biết là cái bụng của anh này liệu có cái nịt bụng không em nhỉ? Không có nịt bụng cho nam, có nịt bụng cho nữ không? Dạ có. À thế được. Ok, vậy là mình em cứ chỉnh cái này một tí, sau đó thì cho đơm lại các họa tiết này là ok mà. Đồ nam thì chỉ lên line một tí cái tay này. Hơi dài này. Nó hơi dài tí. Sợ hơi tí bạn lại phải sắn lên. Như anh là anh thấy như này là vừa rồi đấy. Nhưng mà anh thích nó gọn gàng ấy. À gọn gàng hơn. Hở cái đồng hồ ra đúng không? Bình thường thì Phạm Dũng chỉ là một cái áo Adidas hoặc là một cái áo thể thao thôi. Đây. Hoặc một cái quần jean. Đấy, anh em tôi là bình thường. Một năm chỉ mua đồ khoảng 3 lần. Ừ. Đại khái là ăn mặc rất là đơn giản. Đúng rồi. Ha. Nhưng mà đây để sẽ bật mí với các bạn, hôm đám hỏi thì Phạm Dũng sẽ lộ diện. Yên tâm, anh em mình đang nó chả có gì đâu các bạn ạ. Nếu mà các bạn có xem những cái video cũ của Phạm Dũng thì Phạm Dũng đã xuất hiện rồi và có rất nhiều những cái video có hình ảnh của mặt Phạm Dũng rồi đấy, chẳng qua các bác không xem thôi. Nhưng mà thôi đấy, lần này là sự tò mò một chút để các bạn xem cho hấp dẫn đấy. Còn đây lần này là hơi cho anh xin lại con bướm cái. Đây rồi, bây giờ thì sẽ đi kiếm một cái chỗ nào đấy để thử đồ của mình các bạn ạ. Đấy. Đấy, Diễm quay vào vòng lại nào, quay vào vòng lại nào, đi dáng đứng theo kiểu siêu mẫu nào, nào đi, không đi đi thử nào, nào một vòng, à. Thực sự là bộ đồ này em thấy rất là ưng ý luôn, cảm giác là nhẹ nhàng tinh tế. Những bộ đồ mà màu đỏ hay là màu sặc sỡ thì cảm giác nó hơi chói lóa quá. Nếu mà là anh ấy, là anh sẽ chọn ngay bộ này ngay. Và bản thân anh thích nó cứ phải gọi là rực rỡ. À. Thôi anh chị hôm đó mặc bộ này hay bộ này đi. Sai thì lại. Nhưng mà không vừa. Dạ. Không có sai. Này họ chuyên theo gửi cho người mẫu ấy chị. Nên là cái ấy nó hơi nhỏ. Bữa em bé thử nhiều bộ nhưng cũng chuyên, vừa. Chuyên cho người mẫu. Dạ đúng rồi. Cái tay này kia cũng rất là nhỏ. Ok. Giờ thì tiếp tục di chuyển đến một cửa hàng mà hôm trước ông Phan Đi Hùng ông giới thiệu. Chắc là cho Võ Sư Lộc ấy. Thì đang to. Nặng 100+ cân. Chắc là có cỡ cho anh ấy. Đúng không? 110. Em nghĩ là sẽ có đồ đấy. Tại vì tiệm này thì cái số lượng để mình lựa chọn nó vừa phải thôi, không có nhiều mẫu. Ok. Đó, nhưng mà cái này đẹp mà. Sau khi mà mọi người thử đồ xong hết rồi các bạn ạ, thì bây giờ là Diễm tiếp tục đi đặt heo quay. Dạ, để cho cái tiệc ăn hỏi của mình đúng không? Dạ đúng rồi. À. Tại vì cái này thì anh trong mâm lễ nhà trai đi thì anh Dũng là đặt heo quay của chị này, tại vì hôm bữa anh nhớ là mang con heo mà
quay mà siêu to khổng lồ về nhà nhà mới em không? Đó, đó là của chị này luôn, là chị là cái con mà bự nhất bây giờ là còn lúc mà còn sống là chị nói là hơn 100 kg. Sau đó, thì mới lọc xương ra rồi quay. Mà vẫn quay được luôn. Dạ đúng rồi. Thì còn thứ hai nữa thì chị này sẽ có dạng heo sữa để làm lễ đi nắm hỏi này kia. Để đủ. Dạ đúng rồi. Bé xinh xinh để dũng bê được thôi đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Không cái đó là cho anh mắt. Anh mắt bê cái đó. Đó mình đi okay. Vào trong này đi. Rồi. Mình đây anh... là cửa hàng heo quay. À sao lại có mặt Phan 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 Diễm này? Mặt em đây chị, à? Em tới quay xong rồi chị in cái mặt em chỉ để lên này luôn này. À. Hay quá nhờ chị. Hello, chào anh chị nhá. Dạ. 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 Chào chị. Hôm trước là em xem cái video mà Phạm Dũng quay đây rồi, thấy anh chị quay đồ ngon quá nên là bảo là phải nhờ Dũng Diễm đưa lên đây để thưởng thức cái món đồ ăn ở đây các bạn ạ. Dạ. Dạ. Em tới anh Hải anh thích cái bữa đem về nhà mới em ấy. Anh mê quá xong mà em bảo là để về đây anh Dũng anh đặt heo quay hôm nắm hỏi á. Có gì là để là anh Hải coi luôn. À, đặt heo quay để nắm hỏi anh dưới hả? Chị là người ngoài Bắc luôn à? Chị ngoài Bắc, chị là người Thái Nguyên. À anh chị Thái Nguyên đấy. Hai vợ chồng chị cùng quê. À hai vợ chồng cùng quê. À. Đó là người Thái Nguyên mình các bạn ạ. Nhưng mà nhà này là mua luôn chưa hay là thuê chị? À, nhưng mà mình quay lại dưới kia đúng không chị? Quay ra này đang quay ra này à? Dạ, dạ, dạ. Đi xuống dưới để xem nào. Dạ, bằng cái lò này luôn hả chị? Bằng lò. Nhưng mà nó là inox than hoa hay cái gì? Cái này bằng than củi em. À than hoa đấy đúng không? Đây được con nào chưa? Sắp chín chưa? Nhưng mà cái này là dạng heo để hay sữa làm lễ này kia đúng không chị? Heo cúng, cái này heo cúng lên con để cúng. Ở rất nhiều người cứ hay nhầm cái con heo sữa này với cả con lợn gắp nách nhà mình nhé. Đấy, nó khác nhau hoàn toàn luôn các bạn nhé. Heo sữa này thì chị quay heo da láng. Quay gì ạ? Da bóng. Da bóng đó, da láng. À. Da bóng cái da cốm thì là heo lớn hơn. À. Đúng rồi. Này, ai đặt chị mới quay à hay là nhà đúng rồi? Quay. Nhà chị ai đặt khách đặt hàng ngày là khách đặt. Nhưng con này là bao tiền một con đấy chị? Con này là 1.8 triệu, còn con kia có 1.4 triệu à? À. Heo 3.8 triệu, heo 3 kg là 3 kg là 1.4 triệu, còn 5 kg là 1.8 triệu. À, em thấy kia có một con to đấy nhỉ? Trong lò này chị quay đang quay thêm một mẻ nữa. À. Chị có mấy lò? Chị có 3 cái. 3 cái lò luôn. Cái đây này cái con này con này mới to này. Ôi cái con này. Con này dạ. 2 tạ. Da nổ cốm à? Da nổ cốm. À. Con này mà lúc sống là bao nhiêu ký chị? Con này lúc sống của chị hôm nay 123 ký. 123 cân. Ôi lúc chưa mổ đó là 123 cân. Nhìn như quả tạ ấy nhỉ. Treo lên đấm bóc. Đây anh em nhìn này. Đấy chị rút hết xương. Phía trong này rút hết xương rồi. Đúng rồi. À. Cái này là chị mới xem. Mình là mình quay từ lúc sống luôn. Đúng không? Sống luôn. À, rút xương sống luôn. Rút xương mà chị vạc hết những cái chỗ thịt lạc nhiều này là chị vạc hết lên đi. À. Cái này là chị đã quá trình sấy là chị đã sấy xong rồi, bâm bì xong rồi. À. Là bây giờ chị để này hong khô tầm 2 tiếng. Dạ. Ừ. Hong khô tầm 2 tiếng là bắt đầu chị cho vào lò quay. Cho vào lò quay tầm 40 phút là ra lò được. Thế bây giờ là gần cho vào được chứ chị? Cho được. Dạ dạ. Chị cho được. À. Rồi cho vào lò nhé. Ok anh chị cho vào lò đi để mọi người coi nhà, cái lò này mình mua lò nhá. Cái lò này mình mua có nhiều tiền không anh chị? Cái này mua 135 triệu. À. 135 triệu. Wow. Mới mua đúng không anh? Tụi em vừa máy là tới hôm vừa đầu tới chị bảo là máy thì máy mới đúng không? À. 135 củ. À công nghệ phết đây này. À. À tự đưa vào nhà. Cái này chị mua hàng của bên Trung Quốc. À. Hàng nhập á. Hàng nhập khẩu nhưng mà nhập khẩu với Trung Quốc. Cái này là của Việt Nam, gia công, hàng gia công của Việt Nam. À, cái này bao lâu rồi nó chín chị? Tầm 40 phút đây. 40 phút rồi. À. Cái này khách này họ phải đặt bao lâu thì mình mới chuẩn bị được những cái này? Cái này đặt hôm trước, đặt chiều hôm trước là trưa hôm sau lấy, còn nếu mà lấy sớm sớm là lấy sáng sớm là phải đặt chỉ từ hôm trước nữa. À. Tại vì hôm sau là chị đi bắt heo. Bây giờ này đặt là anh giờ. Giờ. Nhưng mà ở đây mình muốn đặt loại heo nào cũng được hả? Như là heo cắp nách hay là heo có đều đủ hết đúng không? Đó. Em mà đặt thì em không thích cái loại heo to đâu. To này nó kiểu nó mình phải là cái loại mà heo bản của mình ấy mà nó mỡ ăn quay nó mới ngon. Cái heo bản cắp nách đây. À đây à. Ok này là chuẩn bị cho ai đây? Chuẩn bị cho mấy anh em nhậu. Tại vì lúc nãy em có nói là qua đây đặt với lại là chị là rất là mê anh Hải. Mê kênh anh Hải chứ không phải mê anh Hải. Tại vì mê anh được mà sao? Tại vì là em thấy kênh của anh Hải ăn cái heo quay mốc mật nhiều. Wow. Thế nên hôm nay em quay khác cái kiểu đó đi. Hôm nay em quay banh. Banh ra. Vâng, rút cái xương ra. Xương nó banh ra. Ok đấy. Nhưng mà ở đây là cái lò gì đây chị? Cái lò này là em đang
bay heo sữa. Cũng heo sữa luôn. Một mẻ nữa. À. Và một mẻ nữa em đang mất chuẩn bị quay. Chị ơi, nhưng mà theo chị thì bây giờ đám hỏi em là làm để bưng thì tầm size bao nhiêu là đẹp chị hả? Chắc tầm 10 đến 15, 20 ký đi. Em sợ, chị sợ là chị sợ nặng quá. Nó to thì nó đẹp. Cứ to đấy chị ạ, to là đẹp. Rồi đây đây cái này vào nóng quá. Mình phải làm thế nào? Mình phải làm thế nào cho kênh của Phạm Dũng hay là của anh Hải thì cũng phải độc lạ hơn hơn rồi. Đó. Đúng rồi, chị cứ đặt cái loại to vào. Loại chầm chéo đâu rồi? Vào chuyển thôi nhỉ? Này đặt này lại còn được chị ưu ái nữa. Đấy, hôm nay là đi qua đây đặt heo để làm đám hỏi mà lại còn được dưa mà còn đặt dưa hẳn năm con này, uy tín thật đấy. Bây giờ mình xơi món nào trước nhỉ? Ở đây là có vịt này, có gà này, heo này, bánh hỏi này. Và đặc biệt là có rất nhiều ốc các bạn ạ. Để pha chẩm chéo, nhưng mà trước hết là phải pha chẩm chéo đi. Ui dồi ôi. À, đây chị chặt đi. Dạ, em chặt cho. Dạ. À, chị cứ chặt đi. Dạ vâng. Bình thường là em hay chặt nên bây giờ hôm nay là để chị chặt. Ấy, giòn thế nhờ. Thơm lắm. Ấy, kéo mẹ vừa để đây đâu rồi. Ấm này, cho nó kéo đi cơ. Mùi thơm thế. Thơm một cái mùi lá mắc mật nó thơm. À, cái này là làm luôn là lá mắc mật hả chị? Em cho vào đây luôn. Trời ơi thơm quá. Thế là kết hợp với cả lạng sơn luôn. Dạ. Đúng không? Kết hợp cả lạng sơn luôn. À. Thế là nó sẽ có cái vị dạ. Rất là đặc biệt đấy. Đấy chỉ cần cắt hết ra để ra ngoài đấy. Đây đây này. Con heo này em cũng rút xương hết rồi. Và chỉ để lại mỗi cái sườn thôi. Dạ. Hay nóng hổi luôn rồi. Chị này được cái là tay anh to đấy nhé. Yeah. Mà chỉ làm đủ loại luôn ạ, loại nào cũng có. Thế à? Có loại nào mà không rút xương không chị? Đấy, cái này là không rút xương nhưng mà không rút xương như cái kia nhưng em vẫn để sườn lại này. Không, mình phải để không rút xương này nó mới ngọt này. Em vẫn để sườn lại này. Đấy, ngọt thế. Em rút cái xương chối ra thôi, còn cái sườn thì em vẫn để lại. Đấy, để cái sườn đấy mới ngon. Đấy, chị cứ để đấy. Đấy, cắt ra đấy. Ngọt lắm đấy nhờ. Hôm nay chưa hại thì ăn món này em xem nó có. Dạ vâng. Còn thịt bát rồi. Nhưng mà có vẻ như là chị cũng xem Sapa TV đúng không? Vâng, em xem nhiều lắm. À thế ạ. Em xem của Dũng Diễm đấy này của anh nhiều. À. Vâng. Em xem cái chỗ mà anh ngồi trên xe anh đi ở trên sườn núi thì em cũng buồn cười quá. Thằng cùng cười chị sợ hôm nay sợ té. Chị đi Sapa du lịch bao giờ chị ạ? Em chưa. À. Dạ. Ô, chị chắc là nhiều tuổi hơn em đấy. À thế chị tuổi dê đúng không? Dạ. À. Bao tuổi chị gái em? Bao tuổi chị gái em? Em tuổi hổ. À, chị 86. À, chị là nhiều tuổi hơn. À. Đấy, ai ăn nhiều heo quay là da mặt cũng căng bóng. À. Đẹp quá. Đấy, chị cho chấm chéo. Để em pha chấm chéo luôn nhé. À, chấm chéo nhà mình là hiện tại đang bán là 100.000 một lọ các bạn nhé. Đấy. Nếu các bạn muốn mua thì có thể alo vào số 0974 686 389 hoặc alo và truy cập vào website sapatv.vn để mua nhé. Đấy, phải dầm ra. Rất nhiều người là mua dính hàng giả, hàng kém chất lượng các bạn ạ. Bây giờ gần Tết là người ta chạy quảng cáo phủ mạnh lắm các bác ạ. Nên là các bác phải cảnh giác. Cứ vào đúng lịch chuẩn xịn này. Đặc sản Tây Bắc Sapa TV 1,3 triệu người đăng ký nha cả nhà nha. Hoặc truy cập website sapatv.vn. Còn cần thiết thì các bác liên hệ luôn số điện thoại 0974 686 389. Tránh mua phải hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng. Đâu. À, chị ngồi đi. Ui dồi ôi. Không lọ à. Có à. Bỏ cái này ra. Này. Có không? Ông anh thì ông ấy tặng à. Ông ấy cho một lọ chấm chéo mang về. Nhưng mà chấm chéo này không phải của anh Hải. Nhìn phải biết ngay. Nhìn cái biết ngay. À. Của anh Hải ở trong là chấm chéo. Chị đưa chén thêm múc chấm chéo cho. Cho chị mượn cái lọ chấm chéo cái. Dạ đây. Đây nha các bạn nhá. Dạ. Quảng cáo là lọ chấm chéo của anh Hải này. Nó nặng như thế này. Và. Nhưng mà lọ chấm chéo có một ông anh tặng của bên nhau quay liên tưởng là trong này nó toàn muối thôi mà nó khô lắm. À đúng rồi, tôi không phải rồi. Không phải của Sapa TV. Vâng. À em nghĩ là bây giờ như này này có cái chương trình như này hay này. Dạ.
cái trần, cái lợn quay mà chấm chấm chéo này là hết bài luôn. Hợp lắm chị ạ. Nên là bây giờ cứ khách hàng nào đến đây mua một con lợn quay, chị muốn hai chấm không chị tặng một lọ chấm chéo cho em. Dạ, mua hai con gà tặng một lọ chấm chéo, mua hai con vịt tặng một lọ chấm chéo, ví dụ như thế. Chị cứ cân đối làm sao cho nó hợp lý. Đúng rồi. Dạ. Mai mốt á, từ nay đi là các bác nhá. Có bác nào đến heo quay Lê Thưởng đặt heo quay của nhà em là một con heo là dưới 10 kg là em tặng một lọ chấm chéo. Wow. Trên 10 kg là em tặng hai lọ nhá. À. Ok đấy. Đấy. Các bác nào mà mua heo quay đổ cốm nhà em 5 kg trở lên em tặng một lọ chấm chéo. Heo quay nổ cốm. Dạ. Cứ mua là sẽ được tặng lọ chấm chéo. Vâng, 5 kg trở lên em tặng một lọ chấm chéo của anh Hải nha. Thế còn dưới 5 cân là không được à? Thôi cứ con nào cũng tặng đi chị ạ. Con em bảo chị tặng. Cứ từ bé lên đến to cứ tặng đến 10. Nghĩa là nó nguyên con này em tặng. Nguyên con là tặng một lọ. Vâng, heo mẹ là từ 5 kg trở lên. Rồi. Ok. Rồi, đẹp đấy. Hôm nay đến đây thì rất là vui khi lại có một chị khán giả cũng lại là bỏ mối luôn cho bán cái này. Còn riêng một các bác đến đây mua cái này chị cứ bán 100.000 một lọ nhá. Dạ, 100.000 một lọ. Ok. Vâng. Thôi anh em mình ra đòn đi. Mời cả nhà nha. Mai mốt là heo quay lên thưởng bán nhá là 100.000 một lọ. Cái bì giòn. Chị ơi, nhưng mà muốn đặt heo quay này thì gọi vào số điện thoại nào chị nhỉ? Gọi số điện thoại đây, số điện thoại nhà em đây. À, số điện thoại đây nhá. Vâng, địa chỉ em luôn đây. À. 0962 241 302. À. Dạ. Hay quá. Rồi. Em mời chị nha. Rồi, mời cả nhà nha. Em mời cả nhà. Lấy mấy cái bát nhỏ các bác rồi mình chấm cái bát to để cho các bác nhìn cho nó hấp dẫn. Mời cả nhà nha. Nhận chị chu đáo, chị xem kênh chị thương lắm chị ạ. Chấm được với cái óc này. Em phải chấm sẵn luôn. Tuyệt vời. Ngon thế nhỉ? Đúng rồi. Nhưng mà sao lại gọi là nổ cốm nhỉ? Cái này là nổ cốm này. Ví dụ như cái heo như này là nổ cốm. Dạ. Nó nổ cái cốm ở lên như thế này là nổ cốm. À. Còn cái da mà nó bóng là gọi là da láng. Dạ. Nó bóng như này nó không lỗ tí nào gọi là da láng. À. Cái này da nó vẫn ăn, nó vẫn giòn. Nhưng mà là heo nhỏ thì là nó da láng, nó không lỗ được. Còn heo lớn là nó lỗ. Dạ. Nó cái da nó dày hơn là nó lỗ được. Nhưng mà chị ước hương vị thịt ngon quá. Nhưng mình quay này được bao nhiêu năm rồi? Chị quay năm nay là 11 năm á. 11 năm rồi. Từ ngày chị xuống đây cái là chị làm cái nghề này luôn. Bắt đầu 5 tiếng là quay làm cái này luôn. Đúng rồi. Chị vô Sài Gòn chị làm nghề khác. Nhưng mà xong lúc từ ngày chị chuyển xuống cái nhà này là chị ở năm nay 11 năm là chị làm nghề này. Thế mua được mấy cái bán heo này, mua được mấy cái căn nhà như này rồi? Hay thật đi. Chị chưa có căn, chị có thì có rồi nhưng chưa có căn nào như thế này được. À, chị thử là chấm chéo xem nào. Ôi, chị ăn nó giòn lắm ấy nhỉ. Vừa có độ cay cay và vừa có độ thơm. Thơm của bắp cải hạt dồi. Vâng. Đủ các gia vị luôn, ngon tuyệt vời luôn. Đó. Từ ngày làm heo quay chưa bao giờ chấm ngon như này đâu đấy. Wow. Heo quay của em như này là em diếm đã khen lắm rồi nhưng mà không thể nào bằng cái chấm chéo của anh Hải được. À. Đó. Thiệt ngon tuyệt vời luôn. Đâu, cái này là nước chấm của chị đúng không? Làm thử nào. Tại đây nước chấm ở đây nữa nè. À cái sệt kia ngon ấy, em thích cái sệt. À. Thích cái sệt ngon. Ê anh Hải cầm miếng này nè. Đúng không? Anh muốn bao chị ấy. Cho nó dễ. Đó. Chị ướp đậm đà ghê. Ướp đậm luôn. Vừa hả? Ngon đấy chị ạ. Đây. Chị chấm cái nước chấm của chị. Ngon. À, đúng rồi. Nếu như bác nào mà ăn vừa vừa thì cái này cơ bản là chị ướp nó vừa mồm mà. Đấy. Nhưng mà muốn là nó đậm đà hơn. Ngon lắm, cái chấm chéo này nó đậm đà hơn thì chấm có vừa có vị cay mà. À em ạ, chấm thử của chị một chút đây này. Nước chấm của chị nhá. Cái này của chị nó có cả nước tương. Nước tương. Đúng rồi. Nòi một chút tương ớt. Đúng rồi. Em xem cái nước của chị khác gì với nước của bên em. Nước chấm của chị cái này nói cái trang bún hay trang cơm đúng không? Ừ. Nào, anh làm bánh hỏi. Thôi không uống bia đâu em. Anh đang mấy anh em còn đi thử áo dài rồi thử rồi. Dạ. Nghe em chấm chấm chéo á. Cho bọn em ăn là nó quen cái vị mà nó phải hơi cay cay. Ai đang bắt đầu nổ rồi à? Đang nổ đấy. Nổ chưa? Đang nổ. Không quay cái chỗ nổ. Ủa, quay luôn chỗ nổ đang nổ rồi này. Đấy. Em thấy nó nổ tách 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 tách. Quá. Này rất là vui tai. Cái này là anh phải ngồi trông trực tiếp này. Chưa. Không là nó cháy mất. Cái
nhiệt này của chị đang 350 độ đấy. À. Cái nhiệt này của chị đang 350 độ. Nếu mà không để ý là em cài cái mic cho chị. Ừ. Chị nói là cho thấm thoát tí, chị đưa em mượn cái con áo chị nha. À. Chị rau bán chậm chéo đây luôn. Để em đây này, đây mời các bạn xem này, chẩm chéo của anh Hải này. À. Trời ơi, từ ngày em bán heo quay chưa bao giờ thấy cái nước chấm nào nó hấp dẫn ngon như vậy đó. Ôi, bà chủ phải được của nó đấy. Hay là của chị ăn quen của chị rồi, cho nên là chị cảm thấy nó vị nó quen rồi, nó không có được. Còn cái này nó lạ, nó ngon hơn. À, quá trời ngon luôn. Thật ra cái gì lạ ăn lần đầu ngon lắm. Ngon tuyệt vời các bạn. Sáng ngày em biết cái đồ mồi ngon này, chắc như mình ăn cái bát bún kia đi, cái bún hủ tiếu ngon quá. Thật sự lúc mình chưa thể thật các bạn ạ, lúc tắt máy quay đi mình làm thêm bát nữa. Nên là bây giờ bụng nó hơi no, hai bát hủ tiếu lên. Hủ tiếu này ngon. Mà chỉ quay lại như vậy đây cũng rất là ngon này. Đây anh em à, đây là gà đấy, gà của nhà chị. Chị cũng làm gà này luôn à? Chị bán luôn. Đây anh em ạ, mình nhìn thấy cái này rồi. Và Diễm rất là tinh luôn các bạn nha. À, nhờ cái hai chị em mua chị em một quả đi. Có con gà nó bị lệch nhé, quả to quả bé. Tại lúc đấy chị bữa ra để chị ướp, thế là nó bị vỡ. À. Đứa nào bé thì ăn quả bé, đứa to ăn quả to. Đứa nào không có kê. Đấy, đấy, đấy xếp hải. À. Đấy, xé ra. Đây, cái này là... À, mời em gái của mình chuẩn bị chuẩn bị lấy chồng chuẩn bị lấy chồng các bạn ạ. Áo dài là không vừa nữa. Rồi không cần, hôm nay anh thử áo dài anh thấy là vừa đẹp lắm rồi. Đây mời chủ tịch đây, hai ưu tiên hai cô gái. Đúng rồi. Đấy. Còn hai chị em mình sẽ sơi hai quả cánh nhá. Nhưng em dễ mình tìm được áo rồi, có áo rồi em chuyên vẫn phải chưa có. Mình thì vẫn chưa tìm được đồ các bạn ạ. À. Nhưng mà rất có khả năng là nếu mà mình mà nó quá sai các bạn ạ thì thôi nhiều khả năng là mình cứ quần jean áo sơ mi thôi, để hôm đấy làm sao mà chú rể là phải tỏa sáng nhất, cô dâu phải tỏa sáng nhất nào. 1 2 3 yo. Nó chấm chéo lên không? Chị ướp vừa vừa muối ngon nữa. Ok không? Gà ngon đấy nhỉ? Gà chị là cửa gà chuẩn đấy. Gà này mình có bán luôn không? Em cũng có bán gà như này nhưng size nó nhỏ hơn một chút. À. Vâng, size nhỏ hơn. Gà ngon quá. Vâng. Gà ngon nhỉ? À, chị này làm đồ ngon nói chung là Diễm ạ. Là lý do anh biết à? Tại sao em vẫn tới đây đấy? Diễm mà quay rất nhiều quán lợn quay ở Sài Gòn nhưng mà lựa chọn quán này. Dạ. Rất là tinh tế. Ăn dưa chua. Đây đúng rồi, món dưa chua nhà em nhé. Nào. Ăn heo quay kèm ăn dưa chua này, ngon lắm. Hai chị tự muối luôn à? Dạ, em tự muối, nhà em tự mua về muối. Gan này không thấy. Ủa chị bánh hỏi là bữa em quên hỏi là bánh hỏi là chị có bán không ta hay là sao mà... Cái bánh hỏi chị kèm theo cho heo luôn. Nếu mà ai mua thêm là chị bán thêm cho khách. Vừa tặng chấm chéo, vừa tặng bánh hỏi mà. Không, bánh hỏi là tặng riêng cho em thôi. À không, hàng ngày là em bán em cũng vẫn tặng bánh hỏi kèm. À tặng luôn bánh hỏi nữa. Vâng, tặng luôn. Thế thì không có lý gì. 100 nghìn em cũng tặng, 100 nghìn tiền heo quay khách tới em vẫn tặng dưa chua này, dưa leo này, bánh hỏi. À. Chỉ trừ khi cái hôm nào mà cái tiệm bánh hỏi nhà người ta có công có việc, người ta không giao được cho mình thì phải chấp nhận thôi. Nhưng mà cái quán của chị ấy thì mở cửa từ mấy giờ đến mấy giờ? Em là buổi chiều hàng ngày. Chị bán buổi chiều đấy à? Dạ buổi chiều hàng ngày là 15 giờ là em mở cửa. À. Ngày nào cũng như ngày nào, 30 ngày, cả 30 ngày em bán cả Tết luôn, chỉ mùng chiều 30 đến mùng 1 thôi. À. Là bắt đầu mùng 2 là em bán, còn buổi sáng là em bán những ngày cúng, ví dụ là mùng 2 này, 16, mùng 10 hoặc thứ bảy chủ nhật là em bán cả ngày. Kìa, anh ấy đang quay kìa. Đấy các bạn thấy không? Đổ gốm chưa? Ôi ôi. Để em che nhá. Đợi em chị che nhá. À chị che à? Che. Để anh che đi. Mà đúng rồi, thời gian luôn nhỉ.
Che cái bạn nó để làm gì chị? Cái chỗ nào mà nó nhiều lửa rồi mình phải che lại để hãm là lửa lại. À. Để cho cái chỗ mà nó trắng thì nó đủ nhiệt. À. Không nếu nhưng mà những cái chỗ đen đen kia đúng không? Là phải che đúng không? Đúng rồi, phải che lại đó. À. Nhưng mà ở đây chị có nhận dạy nghề không? Có. Thế à? Nếu mà một khóa học nghề này thì mất khoảng bao lâu và chi phí thì mất khoảng bao tiền thì nhỉ? Chị dạy làm nếu bình thường là mà chị dạy là tầm chỉ nếu mà ai chưa biết gì trong nghề là chỉ học 10 đến 15 ngày. À. Và chi phí của chị là 10 triệu chị bao ra nghề luôn. À 10 triệu là bao ra nghề luôn. Heo cốm, heo da láng, da bóng gì lỗ cốm thì chị dạy hết luôn. À. À. Hỗ trợ mua máy móc thiết bị các kiểu luôn. Chị đưa tận nơi, tận chỗ mua. Giá lúc nào cũng rẻ hơn thị trường. Ồ, đấy các bạn nhé, anh em nào muốn khởi nghiệp thì cứ liên hệ với cả chị. Chị tên là gì nhỉ? Chị Hương. Em chị Hương. À. Kìa, mọi người nhìn thấy không? Anh ấy đang chọc đấy, xiên vào. Cái này là che, che bớt những cái chỗ mà nó nhiều nhiệt, nó tới nhiều quá. Che bớt lại để cho những cái chỗ nó chưa lỗ nó đều. À. Nó đều. Nếu mà mình không che là nó bị bén. Rồi. Tuyệt vời nhỉ. Này đã 1 năm rồi. Mình nhìn thấy con vịt này hấp dẫn quá thì thôi cũng xin phép. Ui giời này. Nước ấy, nước nó chảy ra đấy. Vịt nó ôi nước này, nước trong con vịt này. Đây. Thấy nhá. Có lá mắc mật. Đấy anh em thấy không? Ủa. Đây. Thôi được rồi, này không nói nhiều nước quá. Đây. Rồi. Vịt của chị sai. À, em gái này. Vịt của chị là chị quay vịt cỏ nhá. À. À đúng rồi. Chị phải quay vịt cỏ cho nên là thịt nó dai lắm. Chứ nó không phải như cái vịt kia đâu. Ôi giời, hôm nay mình xé con vịt. Đây anh em ạ, đây này. Dạ. Cái đùi như thế này. Đấy, đúng rồi, đẻ hẳn nó ra thế. Đây, em mời chị này. Dạ. Chị chấm chéo review phát ra nào. Chấm chéo. Đây em nghĩ chị cái này đẹp hơn này. Chiến đi chị. Cái này là vịt cỏ nha các bạn. Vịt cỏ gì mà to đấy? Cái này vịt cỏ đấy. Nhưng mà em mua cái size nó lớn hơn một chút cho nó nhập thịt. Rồi, chấm cái này mà chéo cho này. Chấm chéo vào chắc là tuyệt vời. Mời các bạn nhé. À. Nghe vịt quay móc mật chấm với chấm chéo này. À. Đấy à. Ăn ngon phết chứ. Được đấy. À bây giờ mình phát hiện một cách kinh doanh mới rồi các bạn ạ. Có nghĩa là bây giờ thay vì rất nhiều người mua dính hàng giả của chẩm chéo của Sapa TV thì bây giờ mình sẽ đi đến đâu mình nhờ các chị này làm đại lý luôn. Đúng rồi. Nhá. Yeah. À, vừa các chị này chấm cái này nó rất là hợp luôn. Nhiều khi chị muốn mua bán này cũng không biết mua chuẩn ở đâu cơ. Dạ. À, dễ. Đấy như bao nhiêu chị vừa nói đấy, bạn chị còn mua nhầm cơ mà. Tại vì hôm nào xuống cửa hàng của Diễm để mua chẩm chéo về để chấm. Thế là ông anh ông bảo là anh vừa đặt ship vào 5 lọ ạ. Thế xong bảo là thế mang cho em một lọ em thử chấm thế nào. Thế nhưng mang xuống nơi cái để chị nhìn thấy là chị thấy khác rồi. Chị thấy là chị bảo là cái lọ này không phải là lọ của anh Hải. Lọ của anh Hải ở trong là nó đặc cơ. Anh Hải còn lấy cái thì anh Hải đào nó ra, xúc nó ra. Xúc gần tức. Còn đây là lọ tuyền muối trắng tinh à. Bây giờ là chị cứ chốt đơn chỗ chị Tuyên đi. Còn chiều em sẽ gửi sang chị mấy chục lọ trước thì dần dần. Rồi, ok. Thế chị Tuyên cứ chốt đơn của chị Tuyên cứ gửi cho em một thùng. Rồi, nhất trí. Cảm ơn chị nhá. Dạ. Mà chị xới hết quả đùi đi. À, chị chấm ở đây cho nó ngập này. Hôm nay bình quân thì bán được bao nhiêu con? Em bán vịt này em bán chắc 20 con là tại vì là chỉ bán buổi chiều không thôi. Nhưng mà mua bao nhiêu tính như nào? Mua bao nhiêu con vịt thì được tặng một lọ mầm chéo? Mua 2 con tặng một lọ. Hai con vịt bao tiền một con? Hai con 250 một con. Bây giờ 250 một con thì lỗ à? 250 là tặng một lọ chấm chéo. Wow. 250 là thành 500.000 nó tặng mất 100.000 rồi đấy các bạn ạ. Bà chủ này chơi được đấy nhỉ? Cái 2-3 con tặng một lọ, cứ thế đi. 2 hay là 3? 2 cũng được mà 3 cũng em cũng tặng luôn. 2 con cũng tặng 3 con, tặng được, rất sông sông. Vâng. Sông sông. Thùng mới đủ ấy kìa. Dạ. Đúng rồi. Vịt ở đây chất lượng lắm. Chị sử dụng vịt cỏ rất là chắc. Dạ. Nhưng mà em đi ăn rất nhiều vịt rồi. Nhưng mà vịt nó nhiều khi là ở trong này ăn hay bị bở. Nhá. Nhưng mà vịt đây các bạn nhìn cái cơ bắp của nó. Tại vì các bạn biết không, trước mắt là cứ 2 con vịt em cũng tặng được lọ chấm chéo để cho tất cả mọi người để thưởng thức cái chấm chéo của
anh Hải Sapa VT trước. Quá vì thế. Rồi là tiền lời của con vịt như nào thì em chưa biết. Em cứ tặng đến ngày nào được là em cứ tặng thôi. À, hay à. Vâng. Để cho mọi người biết đến cái chẩm chéo của anh Hải. Tại vì khách của em đến mua vịt, mua heo á, cứ hỏi sao không lấy chẩm chéo vào để bán, để mua luôn, không biết chỗ mua. À. Nhiều những các cô chú già tuổi rồi á, không biết đặt ở trên mạng á. Chấm nên... lợn, chấm gà, chấm vịt đều hợp không? Đúng rồi, hợp lắm. Chấm cái gì cũng hợp luôn. Ngon. Rau, củ, quả đều được. Đấy. Ra mồm. Tuyệt vời luôn. Trời đang mưa, bên trong thì da của lợn nổ của bột, ngoài mưa. Là vừa được ngồi ở lò, vừa được thưởng thức, vừa được xem được cái cách quay, đúng không? Ông chủ đang cầm đèn kìa, nè, đấy, soi. Soi qua đấy luôn à? Đấy. Để em mời ông chủ một miếng miếng nhá, để cho ông chủ, để ông chủ no heo thử xem vị của vịt quay của nhà mình mới chẩm chéo chấm với nhau xem là ăn xem là thưởng thức xem mùi vị như nào. Chị rất tâm lý luôn. Rồi. Mời các bạn nhá. Thử miếng vịt quay và chấm chéo em thấy rất chắc luôn. Hợp nó có hàng hóa nhá. Anh có ăn được cay không đấy? Ăn được, anh ăn được. Wow. Về con trai chị đó. À thế ạ. Con trai vào đây làm miếng em. Con trai xem được sumo. Ăn nó có cái vị là của Tây Bắc nên nó thơm nữa. Đấy. Nó phải có sự kết hợp chị ạ. Đúng rồi, kết hợp. Kể cả lúc chị ướp gà, ướp vịt thì chị cho một tí mà thôi. À, chị xẹt xẹt, chị trộn ít lại mà. Cho vào nhưng mà nó có thể là hơi cay, có thể có khách không ăn được cay. Nhưng mà chấm là người ta có thể quyết định được là có chấm vào đấy hay không. Đó. Đây, con trai ra đây thử xem nào. À, con trai ra đây thử ra. Ăn đi ăn nhiều rồi xem là vịt gà quay nhà mình với lại chấm chéo của chú Hải xem là như thế nào. Chú Hải là ảnh hưởng đến nền ẩm thực của Việt Nam nhiều. Cảm ơn. Nhà con thì mấy anh em có lúc nào cũng ăn lòng sáng làm đôi mắt lòng nằm ở gói này. À đúng rồi ok. À. Bạn này ăn cũng ngon không nhỉ? Ok đấy, hôm nào chú vào chú rủ anh đi quay nhá. Dạ ok chú. Sao mà mình ngồi luôn đây làm con vịt luôn đấy. Bạn này còn đi học đây cả chị. Dạ. Còn đi học không? Cháu lấy vợ rồi. À. Cháu lấy vợ rồi mà bây giờ là cháu cũng đang đi bắn heo với mẹ. Thế đang bảo là chú Dũng với lại chú Hải với mấy chú có cho cháu đi làm đệ tử được không? Được, này đệ tử được đấy. Được đấy. Cháu thì ngoan. À. Nói chung là giao. Có nghiện không chị? Ngoan. Không. Mà cháu rất ngoan, không có tội nghiện. Không, nhưng mà ý là nghiện ăn uống ấy. Chứ không phải là nghiện cái kia. Em là có nghiện ăn uống không? Ăn nhậu, ăn cũng được, cũng được vài lon bia. À, cái này là không ăn được ít. Được, thôi ngồi đây, ngồi đi. Đây bây giờ như này nhá. Bây giờ ấy là cái bài học đầu tiên mà trước khi đi làm YouTube. Đây cháu phải sơi hết con vịt này. Đấy. Cháu cẩn thận ăn nó cắn vào mồm vào cái sắt nhá. Rút nó ra. Thử một miếng để da đòn của mày cháu. Đúng. Đúng rồi, da đòn chuẩn đấy. Làm một miếng ngập mồm thế nào. Đây để cho cái này vào ăn con. Đây, con này. Đây từ từ để mẹ tưới cái này rồi. Đấy, ủa. Rồi, cắn cái đấy. Từ từ đã. Cháu 105 kg à. Bao nhiêu cân rồi? 105 kg. Chú ơi, 104 kg. 2005 sinh 99 á. À. Cháu có vợ rồi. Ủa. Được của nó đấy. Đó. Ngon không? Này hôm nào cho tuyển thằng này đi. Anh nghe chị cho nó đi nào. Em vào Sài Gòn cho nó đi cùng em nhá. Dạ. Đặt ok đấy. Về được cái là nếu mà nó làm đại lý của mình chẩm chéo là phải cho nó đi để làm thương hiệu. Đấy. Quảng bá. Đúng à. Rất tốt. Chị cũng muốn như thế đó. Vừa quảng bá mặt hàng của nhà mình mới vừa quảng bá. Đây, đây làm thử miếng lợn thế nào. À. Đây, miếng ba chỉ đây. Đây, cắn cái chỗ da con. Đây, để tưới chưa? Rút cái sườn ra. Đây này, cắn chỗ này này. Mẹ còn chỉ đạo ăn miếng nào ngon. Rồi, đây chẩm chéo nhá. Rồi. Em nghĩ là nếu mà một thùng thế là không đủ đâu. Ôi. Là không đủ để tặng khách đâu mà nhà sơi hết luôn. Ngon không? Đấy chẩm chéo ngon không? Hợp mà. Ngon.
quá ngon luôn, em ăn nhậm thấy ngon quá trời luôn. Hợp chấm gà, chấm vịt, chấm heo này chuẩn luôn. Rồi. Con này mà ăn cái lúc mà nó mới quay xong ấy, nó nóng hổi, rất cực kỳ là ngon. Tại vì biết không, lúc tại vì em Dũng hẹn là 12 giờ. Em quay xong rồi 12 giờ là xong rồi, mà em đi hơn 12 giờ điện thì bảo là em đang thử hơn xíu. Quần áo không được kìa. Không, em hôm nay là bọn em là em thử cái đồ ấy, nhưng mà chỉ biết cái size này của em, áo dài Việt Nam nó không thể nào mà lấy được. Nó chặt bụng hả? Nó chặt quá. Mình nhờ cả anh huấn luyện viên lực sĩ Phạm Văn Mách đang trợ giảng cho mình để tập mà cũng không thua các bạn. Đấy, nghe được chưa anh? À. Anh tháo ra nữa, rồi anh tháo những cái dây ra, anh cho ủ độ cho nó giòn. Giờ là ủ giòn nữa. Bây giờ phải ủ giòn nữa à? Nhiều bình chiêu. Bình thường cho lỗ là 350 độ, nhưng mà bây giờ ủ giòn là chỉ 200 độ thôi. Ủ xong bao nhiêu lâu? Mày nhìn uy tín này phải ha. Con này to nha. Trời ơi, ủ xong mấy phút? Ủ lâu chứ? Ủ chắc tầm 15 phút nữa. Cả quay lẫn lấy độ giòn với độ lỗ là chỉ tầm 35 phút đấy. 40 phút. Cái quay mới nổ này thì nó nhanh, nhưng mà khâu chọn lợn, mấy cái sơ chế, sấy các kiểu thì nó sẽ mất nhiều thời gian hơn. Dạ. Đấy. Còn cái con mà em đặt làm lễ là sáng là 4 giờ rưỡi là em là anh Dũng lấy đi rồi, thì chị sẽ chuẩn bị sao chị ha? Thì chiều hôm trước chị phải chuẩn bị thư, chị mổ từ chiều hôm trước, xong bắt đầu tầm nếu mà lấy sớm như thế là tầm độ 9-10 giờ là chị phải lọc, chị phải lọc xong ướt xong sấy để cho nó thấm. Chị làm sao thì làm cho nó chọn đúng con lợn dân ấy. Dạ. Không ăn tăng trọng. Vâng. Đấy, thật uy tín, để hôm đấy là không, nếu mà chị không làm được là em chuyển heo là từ Tây Bắc vào. Tại cái heo này của em xài hàng của công ty á. À. Chứ không phải là cái hàng của không dùng hàng trôi nổi ngoài. Đúng rồi. Nếu cái hàng kia là nhiều khi ăn có mùi hôi đấy. Anh có cái mùi hôi, không phải là hôi của heo cũ mà là có mùi hôi lông á. Hôi nó khó ăn lắm. Đấy, cho nên hàng này là hàng của em đặt hàng của bao, công ty. Bao hôi? Bao, không bao giờ hôi. Không bao giờ hôi. Chị mà chọn cái đơn vị nhà cung cấp mà uy tín thì nó sẽ không có cái tình trạng xảy ra. Nếu mà các bạn muốn mua heo quay thì Lê Hương. Lê thì Thưởng. Lê Thưởng à? Vâng. Vợ Đàm Hương. Anh Đàm là Thưởng. Đúng rồi, anh là Thưởng. Chị là Hương. Đúng rồi. Hương Thưởng lấy tên chồng thôi. Nhưng mà Thưởng Hương. Lấy tên chồng. Thưởng Hương. Đấy thì alo vào số 0962 241 302 nhá. Hoặc 0932 705 688. Đấy, lợn quay sẽ được tặng chẩm chéo. Dạ. Còn bây giờ thì anh em mình sẽ tiếp tục ngồi ăn, và sau đó thì còn đặt đồ cho Diễm để chuẩn bị cho đám hỏi các bạn ạ. Không, bây giờ tất cả anh em mình ngồi ăn đi, xong đầu đợi chị ra lò con heo kia để mình khai đao cho khách hàng biết xem là. À thôi thôi chị ơi, như này là ok thôi. Không, chỉ cần không ăn được nhưng mà cứ cho nó xuống đây. À thôi được rồi. Được rồi. Em cái đấy tính sau. Nhưng mà thôi, khi là sau đây thì mình cũng xin phép kết thúc video rồi đây. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Con kia thì chị cũng rất là nhiệt tình để cho anh em mình khai đao, nhưng mà thôi để chị để bán đi, bởi vì là nó ăn chị mà bỏ ra đây bọn em ăn hết ngay đấy. Đây. Cảm ơn chị Hương và anh Thưởng rất là nhiều. Anh em muốn mua heo quay, heo sữa thì đấy, về nhà làm lễ cúng bái thì đấy, thì cứ alo chị hoặc là thưởng thức. Sau đây mình xin phép kết thúc video đây. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn vào những video tiếp của anh em mình nhá. Bye bye.